Sau một tuần nghị án, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 19 bị cáo trong vụ án đánh nhau, làm chết 2 người và nhiều người khác bị thương, tổng cộng 193 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là hai anh em ruột, xảy ra ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, do có mâu thuẫn từ trước nên vào tối ngày 10 tháng 1 năm 2022, tại đoạn đường quốc lộ 63 thuộc xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận, nhóm của Văn Công Nghĩa gồm Nghĩa, Khánh, Nam, Phát, Khanh, Phong, Trường, Nhân, Thật, Đầy, Thị, Giao, Khởi, Đến, Mừng, Nguyễn Văn Kha, Trần Văn Kha và nhóm của Bùi Văn Trí gồm Trí, Bùi Văn Nhớ, Lê Văn Đậm và Lê Văn Khánh đã chuẩn bị sẵn và dùng nhiều loại hung khí xông vào đánh đâm chém nhau. Hậu quả sau cuộc hỗn chiến làm cho Bùi Văn Trí và Bùi Văn Nhớ chết tại chỗ và một số bị cáo khác bị thương. Sau khi gây án, nhóm của Nghĩa nhanh chóng rời khỏi hiện trường bỏ trốn, nhưng lần lượt bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bắt tạm giam về tội giết người. Lê Văn Đậm và Lê Văn Khánh bên nhóm của Trí cũng bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Văn Công Nghĩa 18 năm tù về tội giết người, 18 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm đến 13 năm tù về tội giết người hoặc gây rối trật tự công cộng.